Rồi, mến chào bạn. Hôm nay mình lại đến cơ sở chế tạo xe ba bánh của Quang. Địa chỉ là 34/1B Nguyễn Trung Trực, thành phố Long Khánh, Đồng Nai ha. Số điện thoại là 0918 534 690 ha. Rồi, thì hôm nay có một chiếc xe mới vừa về rất là đẹp. Thành thử ra là mình đến để mình quay ha. Rồi, chiếc này mới chế tạo hả Quang? Mới làm xong. Mới làm xong hả? Như chiếc này thì cái tổng chi phí mà để mà mình làm cái dàn đuôi này là hết nhiêu em? Thì nó cũng cái giá thì nó tương tự như mấy chiếc trước thôi. Bây giờ thì con cáo nó lên thì nó lên chút đỉnh thôi chứ đâu có gì. Dạ. Tương tự là nhiêu? Thì giá 50-60 vậy đó. Cái này thì mâm vỏ đồ của nó mình ráp mới hay là sao em? Là mới hết, là mới hết. Ráp mới luôn hả? Dạ. Mâm mới luôn hả? Dạ. Mâm bộ mới rồi cái bộ mâm cũ rồi sao? Nói chung là người ta mang xe tới hai bánh, mình toàn bộ mình làm hết. Hai bánh rồi, hai bánh đó đâu? Còn cái nữa đâu? Thì con nghĩ là mang tới hai bánh thì mình tháo cái dàn bánh ra bỏ. Mình làm chế nguyên bộ sau mình. Mình chế nguyên bộ sau cả bánh cả đồ luôn. Dạ. Như vậy thì cái này mình có cốp có viền sau này không? Có chứ. Đâu cốp đâu? Đây. Cốp nhỏ như vậy? Dạ, tại vì cái xe nó hẹp quá. Có khách yêu cầu làm hẹp là cái cốp nó nhỏ thôi chứ đâu làm rộng được. Cái này ở thành phố xuống em? Dạ, thành phố ở Thủ Đức. Ở Thủ Đức xuống đây làm. Và những chiếc xe này nè, thì thông thường thì khi mà mình làm xong rồi mình giao cho người ta chạy thì bên phía mấy anh CA rồi có nói gì không? Cái này mình làm cho bà con người già và khuyết tật thì đi cho nó an toàn, đâu phải mình đổ đua hay là gì đâu. Công an nó cũng ưu tiên cho khách hàng. Nói chung cái vấn đề khách hàng cũng nhiều người hỏi vấn đề đó. Thì mình cũng phân tích là có nghĩa cái xe này á, chế cho nó đẹp thẩm mỹ cho người già và người khuyết tật người ta đi. Cho nên bà con làm cái yên tâm thôi, công an cũng ưu tiên. Chứ không phải mình chế để đi đua này kia. Cho nên bình thường con làm thì cũng yên tâm vấn đề đó. Vậy hả? Rồi cái kiến này mình gắn em hay là của họ? Gắn thêm. Mình gắn thêm hả? Rồi cái này là nó được làm từ chiếc xe Honda gì đây? Honda CB125 gì đó. CB125 hả? Tôi chạy vô chạy có ngon nè. Ok mà bình thường nó chút trước thôi. Rồi cái này mình làm thời gian nó lâu không? Thì 2 tháng. 2 tháng mới xong hả? Cái gì có tí tẹo gì mà làm tới 2 tháng dữ vậy? Hình dồn thì nó đơn giản đúng rồi, nhưng mà cái gò này á là mình tự thiết kế ra. Là gò từng miếng ghép lại chứ đâu phải mà có cái mẫu sẵn ráp vô đâu anh. Có nghĩa là mỗi mẫu đồ nó một kháng với nhau hả? Khác nhau hết, dạ đúng rồi. Sao mình làm composite cho nó nhanh? Dạ không được. Sao em không làm vậy xong nghe em mướn cái thằng composite tới? Tại mỗi xe mỗi khác mà đâu phải mà ta đặt 10 chiếc gì nó khác rồi. Mỗi xe lên tới mình làm Nó làm một cái bộ composite cái khuôn sẵn. Không được. Không được hả? Dạ, mỗi lần mà chế một cái khuôn đâu có rẻ tiền đâu anh. Rồi người ta làm sai vậy rồi mình chính sách bảo hành sao? Thì cái này mình bảo hành cho khách hàng thì một năm. Một năm nhưng mà rồi cái bảo hành như thế nào? Bảo hành có nghĩa là cái ví dụ như cái tăng sên thì mình chỉ hàng ra có cách nữa là tăng sên. Nó hư á, mình nói gì hư thì còn ít hư lắm. Ít khi nó hư lắm. Từ hồi mình sản xuất giờ hư được khoảng bao nhiêu chiếc rồi? Nói chung nó hư thì cũng có, nhưng mà hư có thể là người ta chạy xuống đây được hết. Chạy xuống được luôn. Hơn nữa rồi xa tôi gửi về được mình làm. Cái nào mà ví dụ nhẹ thì mình tư vấn người ta, cái thợ con đó tôi vẫn làm được. Thường thường là nó hư gì em? Cái nhông sên vậy thôi, chứ mà bây giờ mình xài đồ chất lượng hết rồi. Chất lượng á hả? Dùng nó hư được lâu lắm. Hồi xưa thì xài đồ Nhật, nay xài đồ Nhật. Nói chung là xài đồ tốt thì nó bền hơn. Đồ tốt thì bền, công nhận em làm công nhận chiếc nào ra thấy cũng đẹp hết ha. Chiếc nào thấy cũng đẹp hết, chiếc này lên về thấy quá đẹp. Chiếc này đẹp. Thì trên cái mẫu mã theo cái anh thích không? Xe. Thích hả? Chiếc này đẹp nè. Có khúc xe rồi cũng bỏ. Dạ. Thêm cái thùng cốp ngay đây nữa là ngon ha. Đúng rồi, tiền nào của đó anh, tiền nào của đó mà. Ở đâu em đề máy lên chạy tới chạy lui thử anh coi thử. Ngay đây thôi. Dạ dạ. Anh xích vô dùng tí xíu anh ơi.
vô đây nè. Dạ, vô đây ngồi ghế đi, ngồi ghế đi. Xích vô đây giùm anh. Yeah, có chân tuột dốc. Thấy con mình ấy vậy khó chạy không? Dễ chạy mà. Hả? À. Dễ chạy mà. À, thấy con dễ chạy không? Dễ chạy mà. À, dễ hả? Nó quen thôi. À. Tính ra cũng cái dáng thì con thì nó ngầu. Dáng thì con nó ngầu. Ê, em chạy nãy giờ đâu bị tắt máy đâu à? Đâu bình thường. Hả? Có quên thì bình thường. À. Dạ. Rồi. À, nay thì mình làm này ngoài ra mình làm như mấy chiếc mà kia thì mình làm có giá khoảng nhiêu? Giá thì 10 triệu, 11, 12 triệu tùy theo. Dạ. À, cái mấy chiếc đó thì giá rẻ. Dạ, rẻ. À. Đều là có visa hết. Cái visa. Chiếc này là mình ráp cho mình bán ra hả? Dạ, mình mới làm cho lại. Hả? Dạ. Làm lâu chưa? Lâu rồi. À. Giờ làm gì? Có tăng sơn vậy thôi chứ không? À, bảo trì lại hả? Dạ, bảo dưỡng. À, bảo dưỡng lại hả? Bảo dưỡng như xe hơi vậy hả? Rồi đây làm rất nhiều đây phải không? Dạ, đây đang làm, đang làm. Cái này sao đây? Bảo hành hả? Dạ, cái đó xe của ta đi tới sửa. À, sửa hả? Cái này mẫu mình mẫu kia. Dạ, mẫu mình. Cái này là mẫu của người khác hả? Dạ, dạ, mà vẫn đi tới em vẫn sửa. À, vẫn sửa luôn? Dạ, nói chung là bây giờ mình sửa biết ai sửa mình phải làm ráng mạnh cho ta. À, dạ. Vậy hả? Cái này nó có visa luôn hả? Visa. Cái dạ. Hộp visa của nó nhìn khác quá ha. Dạ, thì đó cái giống visa. Như xe hơi luôn á. Visa của ta, visa của mình nó khác nhau. À. Nói chung là cái giá cả thì nó khác nhau đi. À. Tiền là của nấy mà. À. Cái này mắc hơn của mình hả? Ờ, của mình mắc hơn chứ. Sao vậy? Thì đó là tao dồn vô thấy mình bánh mâm mình đúc đi sai nó khác nhau hết mà. À, cái bánh của thì họ là bánh dạ, thường hả? Dạ. À. Từ cái dè cái bánh nó khác nhau hết. À, mỗi thứ. Dày, sắc mình à, cái này là của mình đây. Dạ. À, của mình làm đây. Cho nên khách hàng thì cũng phải đặt thì cũng cân nha. Nhắc và coi những cái sản phẩm. À. Dạ. Ủa, còn cái cặp bánh xe hơi này ráp xe hơi ha em? Dạ, chuẩn bị đang chế chiếc BCX anh ơi. BCX hả? Dạ đây. À, chế BCX bằng mâm này đây. Dạ, khách hàng yêu cầu. Mâm ô tô luôn. Dạ. À đây, chiếc này. À, chiếc BCX bữa trước hình như mình làm chiếc anh quay phải không ta? Màu trắng hả? Màu trắng, BCX bánh ô tô luôn. À, bánh ô tô. Rồi giờ làm giống kiểu đó luôn hả? Dạ, dạ. Đó thấy không em làm composite sẵn cái mẫu cái em ra. Rồi, chứ mà cái xe nó khác nha, xe đời đầu khác đời sau khác anh. Khác thì khác chứ cái đích nó cũng vậy vậy. Chứ mà cái composite nó lại không bền bằng tôn gò. À vậy hả? Dạ. Con tôn gò thấy lâu quá. Lâu lâu thì nó bền hơn. À. Còn mấy này mình làm ra sẵn để ráp hay để bán? Dạ, ra sẵn cái khách hàng tới ráp vô. À, ráp vô hả? Dạ. À, thứ này thì rẻ đúng không? Dạ rẻ, dạ, xe số. À, 10 11 triệu hả? Dạ. Rồi còn con kia? Con kia là cho khách. Dạ. Xong chưa? Xong hết rồi, nó xe xong hết rồi. Là giờ giao hả? Dạ. À, mỗi kiểu là một khác hai như con đó bánh mâm là bánh theo bánh rin luôn hả? Dạ dạ. À, bánh mâm theo rin luôn. Đây một chiếc nữa. Hai chiếc này luôn. Như mấy chiếc này làm nó giống nhau không em? Dạ giống nhau. À, giống nhau như chiếc tay ga này mình làm mắc hơn xe số hả? Dạ đúng rồi. Lý do? Tại công cán nó mắc con làm nó chế gác thì nó nhiều hơn. À. Công cán làm nhiều hơn. À. Đồ nó nhiều hơn. Này gác sợi sên vô là chạy. Dạ gác chạy. Còn kia phải chế luôn cái dạ, chế, dạ. Cái trong cái đồ nữa. Mỗi xe mỗi mẫu. À, còn chiếc còn... này ai chế đây? Chiếc của người ta nó mang tới sửa anh. À. Họ mang tới sửa hả? Dạ. Nó vừa chạy vừa điện vừa máy nha ta. Hả? Nó dê điện á. Hả? Điện là dê. À, nó dê bằng điện mà tới bằng máy. Dạ. Wow. Sửa hả? Cái chiếc này đi bao trời mưa hả? Hả? Dạ. Như xe hơi vậy. Ừ. Rồi, nếu anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ alo với Quang này hả? Vâng. Rồi. Quang làm xe bánh thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai nha. Địa chỉ? Chỉ có một cơ sở thôi. Dạ. Địa chỉ? À, hẻm 34 hẻm 34 Nguyễn Trung Trực, đường Nguyễn Trung Trực, Sơn Trung, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. À, điện thoại địa chỉ 0918534690. Ừ. Gặp Quang. Gặp Quang. Quang. Dạ. Rồi, ok.
Rồi, mến chào các bạn nha. Có nhu cầu thì hãy đến đây gặp anh Quang, sẽ có được những chiếc xe rất là đẹp ha. Chế tạo những chiếc xe rất là đẹp. Rồi, mến chào bạn.